chơi thôi, tôi phá làng nó chớp thôi. Có mình không? Thảm cũ mấy thằng cu đó đi chơi đó đã nhiều đó. Tôm cần lửa chứ tôm cần xào đó, tôm cần xào đó đâu ai mua đâu, nó cứ miếng thịt cứ chút xíu à, nó cạn thì dài thiệt, công nhận nó dài thiệt, nhưng mà nó, cái thân nó nhỏ xíu à, cái đâu
chứ. Thank you.
tới nhà không? Tới nhà lỗ cho má ra được mà. Ai rước rồi, rồi sao rồi điện? Chiều nay rước hay chủ phương rước ta? Ai biết, để hỏi ông bả rồi, về cũng hỏi bả rồi. 093 093 674 674 1161 1161 số đẹp như vậy. Rồi cho số ngược lại coi. Đang điện qua đó. Mất sóng hôm qua rồi. Chắc mất sóng gì vô đầu mất sóng gì. Qua đó. Để qua nữa. 683 đuôi. Số số quá. Nhớ đường về không? Không. Hả? Chắc đưa về quá. Cái gì? Lạc rồi vô đây lạc luôn rồi. Trời
rồi về đi, chèo rước nha. Ừ. Bye bye. Không trả tiền hả? Hết, hết tiền xăng rồi. Trả tiền đi. Đổ xăng cái chèo mới rước được. Nãy là quên xin tiền bả nữa. Nhiều. Nhiều cũng được. Chưa đại đi. Mấy chục đi rồi chèo đó tiếp. Ừ, chèo. Ừ, cũng được. Ai biết nhiêu được trả không nổi. Ai có chạy đâu mà trả biết nè. Còn tiền lẻ không nè. Chúc đưa tiền tiền Lào cho mấy bả xài. Thôi vậy, cảm ơn nha. Rồi, chiều có gì nữa. À, chiều qua giờ vô rước điện. 4 giờ á. Rồi ok.